không, nó không tuyên truyền rồi, bây giờ nó quay ra nó toàn trách, nó toàn nhắc lên chị và chị Hà My thôi. Hình như nó thầm yêu trộm nhớ chị sao mà nó nhắc suốt ngày thế. Nó nhắc chị không à, nó tức chị mà, đang tức chị mà, thật luôn Nó không tức, nó không tức đâu, em thấy đâu nó có cảm tình với chị đấy, chị cẩn thận, nó có cảm tình với chị đấy. á. Đang chị đang cố gắng để yêu thằng chột đấy mà, chị đang cố gắng yêu thằng chột mà. Vâng, nào thằng bà que nói đi, ta trả lời bọn bà que nào. Bọn bà que chỉ giỏi xuyên tạc thì bố láo. Việt Nam ta đang tươi đẹp như thế này, đang bình yên thế này, chúng mày cũng đi xuyên tạc thì bố vớ va vớ vẩn. Xong là vò vào nói chuyện một tí là nó bờ lốc ngay, là lập tức ồ điên thế chứ mất cái gì. Cái bọn nó sợ sự thật. Tụi đó nó hèn lắm, bây giờ thằng chuột đó nó hết lóc rồi, nó lóc bây giờ không ai xem nó nữa đâu, nó hết lóc rồi, hồi xưa nó cũng Nhưng mà lóc dữ lắm. nó vừa mở diễn đàn nhưng mà em không vào xem, em vào em xem là em tạo cái hiệu ứng cho nó, là em không vào. Lúc nào nó ít người thì em lại vào, nhưng nó lúc nó đông quá là em lại thoát ra. Bởi vì lúc nó đông quá chị em mình vào nhá, thì là mình đang là mình tạo cái hiệu ứng cho nó, tạo cái sự tuyên truyền cho nó là mình là không hay. Lúc nào nó ít người xem thôi thì mình vào mình chửi nó thoải mái. Chị em cứ bảo em một câu, em nói thôi, bảo là Benny ơi Benny, thế bao giờ mày chột nốt mép nốt mắt còn lại một tí, là vài câu rồi cuối cùng là chúng nó cứ giả rồi nó chửi em, cho mày chửi thoải Nó bây giờ biết sao, giờ nó quê thì nó nói trên diễn đàn, nó nói là cái ngày diễn đàn đó, nó nói là tối ngày 30, tối tối ngày mùng 9 y như ngày 30 vậy, nó sẽ làm lên lịch sử. Nó sẽ À làm không lịch đâu. sử Chị ơi, chị đó. ơi, nó không không phải là làm nên lịch sử đâu, mà nó lập lại lịch sử 43 năm về trước, đó là nó đu càng được thêm một lần nữa. Đấy Đó. là nó lập lại lịch sử chứ không phải là làm nên lịch sử đâu. Mình phải nói thẳng với nó luôn là chúng mày chỉ là lập lại lịch sử chứ làm gì mà làm nên lịch sử được. Chúng mày chỉ có thể là lập lại lịch sử năm 43 năm trước, chúng mày đu càng thêm lần nữa thôi, chứ không bao giờ chúng mày có làm được cái gì cả. Đúng. Bà Nó là cái lịch sử nỗi nhục của nó ngày ngày mùng 4 này nè. Đó, ngày mùng 4 này lịch sử của nó đó. Bị công an Ở bắt đây quá trời, an ninh bắt quá trời đó. Lịch sử của chúng bắt quay chúng bay là an ninh là bị bắt quá trời đó, là lịch sử của chúng bay đó. Thì kêu thằng Ben là lên chột với thằng Thái ha, gửi tiền về đi để nuôi tụi nó trong tù giùm cái đi. Đây. cái thằng Tân Thái với thằng Bally là bọn Trung Quốc đấy chị ạ. Nó đang làm thuê cho bọn Trung Quốc đấy. Bởi vì Trung Quốc nó mới Đúng. đánh phá Việt Nam chứ còn còn người Việt Nam ai đánh phá Việt Nam ở đâu. Cái thằng Tân Chính Thái với thằng xác. Bally nó đang làm cho một tổ chức ngầm của bọn Trung Quốc đấy. Chính bọn Trung Nó là Quốc chính bọn phá xác, hoại Việt nó Nam là tay sai cái thằng Trung Quốc, chính xác, nó là tay sai đấy. đấy. Thế mà cuối cùng là mỗi khi chị em mình lên 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 diễn đàn nó bảo là mình là lô lệ của tàu, mà chính nó đang là lô lệ của Trung Quốc đấy. Thằng Tân Thái thằng Belly Đúng. vớ vẩn, bọn nó thì toàn chưa tuyên truyền vớ vẩn thôi. Đúng rồi đó. Nó bây giờ là nó hết ra cái đường cớ rồi, nó hết cái đường cớ là vì lý do gì, là nó quê ngày hôm qua. Bây giờ Vâng, là nó quên nó kêu là hết đường rồi, nó kêu là rồi. học sinh là ngày hôm nay là nó kêu là gọi dân dân nên cho nghỉ học hết đi, khỏi học, nó khỏi nghỉ học thì tụi con mới thiệt chứ ai mà thiệt. Đấy nhá, nó lúc nào mồm chúng nó cũng xem xét xong rồi chúng bảo chúng nó bảo là thương dân Việt Nam quá. Thương mà chúng nó đi chúng nó bảo là nhân dân đừng có đi học. Chúng nó lại lại muốn mị cả dân nữa thì bó tay luôn. Nó thương cái gì? Nó thương cái diễn đàn của nó có nhiều người xem để nó tuyên truyền, để nó ăn cái tiền của cái bọn Trung Quốc ấy. Trung Quốc nó tài trợ nó đi 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 để chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc cơ mà. Riêng Tân Thái đang đi. Cái chỗ diễn đàn nó xem nhiều là không phải là bên mình xem nhiều đâu, những cái tụi chống cộng cực ngu đang xem chúng nó đấy, Đâu chị ơi. bên Ở cưng cái nó nói này hơi nhạy cảm. Nó này hơi nhạy cảm nhưng mà có một số ông linh mục cực đoan là lôi kéo chiên vào đấy xem để tạo hiệu hiệu ứng giả đấy chị ạ. Chứ không nó phải là tạo cả hiệu nói đâu. ứng giả không mà, nó tạo hiệu ứng Vâng, giả không mà. giả đấy. Chứ chả phải là người người mình đâu, có cả người của mình. Toàn là nick Có giả đấy chứ. Toàn nick giả đấy chị ạ. Bởi vì là lúc mình comment mà em thấy ai trả lời em biết ngay. Thế toàn nick giả nên là chúng nó có comment đâu. Một người sử dụng trả ba lời bốn chỉ nick có mấy người, mình thấy lòng vòng có mấy người con quen không à, chắc không có thấy ai hết á, thôi. Chuẩn rồi, chị nói chuẩn. không thấy Đúng. ai hết. Đúng Chuẩn cái đúng đó, không? đúng đó, chị cũng theo dõi cái đó đấy, nó là toàn là nick ảo không à, Em nói là toàn nick lui tới ảo chỉ đấy, có mấy em người chắc. đó thôi, Em có theo dõi mà nó em là biết toàn bọn nick ảo là nhiều, cùng. chứ đừng có tưởng là họ vô xem gì nhiều diễn đàn đó là lúc nào cũng 800 ảo không á, đừng có thấy gì mà ham, không có đâu.
đúng rồi, chuẩn đấy. Tức là nó chỉ tạo cái mạng cái diễn đàn ảo thôi. Thế toàn là một người sử dụng 3-4 nick ấy. Ảo, bị ảo hết à? Có, mình nói có. là thằng này có ảnh ảo không à? Mình dưới là comment, còn người ta chửi chị hả? Lui tới chỉ có mấy con quen 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 đó. Thế không ai nói gì sợ chị chứ tới mình hết á. Còn là ảo hết. Nên chi là mình đừng có nhìn vô đó mà lầm. Đúng rồi. Tưởng là đông lắm, thật ra là không có ai hết, bao nhiêu hết. Còn hôm nay nhá, hôm nay có thêm mấy người nữa bị bắt nha chị nha. Thông báo tin mừng là hôm nay có thêm mấy người nữa bị bắt. Bị mời lên 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 công an uống chè khuyến mại rồi. Có một cái ở trong trong miền Tây có một ông bị bắt. Đúng. Thằng gì quên rồi. Thằng gì ca đấy? Ông Hoàng Gì Ca cũng đeo cái này. Mở hai lên Liverpool buổi, hai lên hơi hai lên Nai về buổi khoảng 5 giờ chiều ấy. Thì bị cái thằng Đạt Trần nó hay nó vào nó chôn lắm. Lắm luôn là vào nó chôn buồn cười lắm chị ạ. Đạt Trần nói hay lắm. Hôm nay bị bắt một thêm một người nữa rồi. Là thằng nào vậy? Bây giờ thằng nào ở dưới miền Tây là có thằng Nguyễn Anh nữa. Thằng Nguyễn Anh cũng tuyên truyền trên mạng, cũng kêu gào mọi người là cầm bom xăng rồi cầm cái này cái kia. Thằng đó sẽ bị bắt. Em khẳng định với chị thế. Đó là thằng chúng nó tuyên truyền đấy. Ai thích lên mạng xã hội tuyên truyền để bạo động xem nào. Sẽ bị bắt. Cái đó cũng quy vào tội được. Ố não. Đúng. À, nào lên tuyên truyền đi. Dạ. Dạ. Ta được từ mai bị bắt. Để hình con gái tưởng có đâu con gái ai ngờ con trai. Khổ ghê vậy đó. Lòng chết đi được. Ta lên ok Hà My gửi lên nha. Hình Kiều Như sao? Nó chửi em nhiều lắm phải không? Mình đi chưa ngày hôm nay nó chửi em lắm. Mà mình vào đi comment cái nào nó cũng chửi mình nhưng mà kệ nó thôi vì một con nói chung là nó nói em là đúng. Giờ, em là vợ anh Trần Siêu. Đấy. Nó nói là Hà My là vợ Trần Siêu mà ghê chứ. Coi như là nhìn đi nhìn lại á thì mình phải nói đánh giá như là Hà My với cả Mai Hiền Ngô Hiền Mai nói rất là đúng. Là bọn nó thực tế nó nói chung là chủ yếu được một số người nước ngoài cái những cái vâng chào Hoàng Hải Yến nha, đúng rồi Ngô Hiền Mai mới nị đáo chư lẫy là hôm nọ gặp bà Hoàng Hải Yến đấy ở nhà phố Hà Nội là đúng đấy Hoàng Hải Yến ạ, Hoàng Hải Yến hỏi là đúng đấy, cả lão chư cả Ngô Hiền Mai đều là hôm nọ gặp Hoàng Hải Yến ở góc phố Hà Nội đấy. Thế thì mình đang nói chuyện đấy, cái câu chuyện là bọn nó thì chủ yếu là một số người nước ngoài, nó có khoảng 30-40 lít là người nước ngoài thôi. Yeah. Thế còn lại thì đấy cái bọn đó chỉ có 30-40 lít cho nó nói đi nói lại chứ chẳng có ai cả. Còn ngoài ra một số anh em mình vào ngồi xem người ta cũng không comment, người ta hoặc là người ta comment kiểu cũng có một số. Mấy một số người ấy, thì theo anh nghĩ là có một số người cả trong nước ngoài nước người ta vào nhưng người ta ngồi người ta xem thôi, xem để người ta đánh giá thôi. Nhưng mà anh thấy thế này, có cái thằng bé mà 13 tuổi, nó bảo 13 tuổi, nó nói mà một số thằng ở bên nó cứ khen hay mới đúng với này thằng. Nó ngu mức độ như thế. Bây giờ nói cái thằng trẻ con nó nói là bảo là cái lá cờ Việt Nam là lá cờ Phúc Kiến, mà chúng nó ngu như thế mà chúng nó hiểu được. Phúc Kiến ấy, nó nói là ông Mao Trạch Đông, ông ấy tuyên bố, cái thằng bé 13 tuổi nó bảo là ông ấy tuyên ngôn độc lập ấy. Cái năm 49 ấy là ông Mao Trạch Đông, ông tuyên ngôn độc lập là ông ấy giao cái lá cờ đỏ là sao vàng năm sao cho Phúc Kiến rồi Việt Nam bắt trước. Sao nó ngu thế mà bọn nó cũng khen là đúng. Việt Nam người ta có lá cờ đỏ sao vàng trước Trung Quốc, trước thì Trung Quốc mới 5-4 năm, mà trong khi là Việt Nam coi như là tuyên ngôn độc lập rồi, lá cờ đỏ sao vàng đã có từ trước là 4 năm rồi. Mà trong khi đó Phúc Kiến năm 49 Trung Quốc năm 49 mới tuyên ngôn độc lập mà nó bảo như thế. Thì anh định xin lên anh chỉ hỏi thằng bé đi trước là thế bây giờ thử hỏi rằng là mẹ mày đẻ ra mày trước hay là đẻ ra bố mày trước đấy, chỉ hỏi thế thôi mà nó không cho lên. Cho anh lên anh chỉ hỏi thế thôi, nó một câu thôi. Bây đó, giờ không là giờ lên đâu. Anh phải thay hình mà cái thằng bé đó em giải thích thế nào. Em thằng bé này em nhận ra tiếng thằng bé này, thằng bé này ở bên Cali luôn. Thằng vừa rồi nó lên YouTube á, thằng bé mà nó cho học về cái lịch sử mới nhỏ xíu á, lên nói trên YouTube á, nhồi nhét trong á. Ông Nguyễn Phương Hùng có nói về thằng bé này nè. Em nghe tiếng thằng bé này là em biết. Thằng bé này nói tiếng Việt còn không thành nữa à. Đem ra nó giấu mặt tôi này, nó lợi dụng, nói dạ những đứa bé trên Việt Nam mình để lên tiếng nói như vậy. Mà khi em nghe kỹ rồi là đúng thằng bé này ở bên Cali chứ không phải là ở Việt Nam đây. Nó nói tiếng Việt Nam không rành,
mà nói tiếng nó nói tiếng Anh thì rất là chuẩn. Thì em nghe nó, ủa cái thằng bé này nghe tiếng quen, em nhớ lại là thằng bé này trong cái YouTube á là con cháu của lính của thằng Cộng Hòa đó, nó dồi dép con cháu nó mà cực ngu như ở đó đó. Và cái lũ này nó khốn nạn lắm, nó lợi dụng mà nó đổ đứa bé 13 tuổi nó bận lợi dụng. Nó khen mà nó ngu như thế mà nó khen được thế. Anh gì anh hỏi thế, anh gì bảo nha, thôi chúng mày cứ bầu cái thằng nhà bé 13 tuổi này làm tổng thống đi, rồi thằng nó tốn dạy mày đứa đưa mày, mày này đi, mà đưa con đi, đưa con mẹ mày, mày làm đi nha. Chúng mày ngu hơn nó thì chúng mày là quân của nó, của cái thằng bé 13 tuổi là đúng thôi. Mà chúng mày muốn á, nói như cái thằng bé nó dạy chúng mày, bảo là nó bảo là bây giờ nó làm tổng thống thì nó chỉ ra hai cái sắc lệnh thôi, đó là tự do ngôn luận và bỏ cái nhân quyền, và cái nhân quyền đấy tự do ngôn luận, nhân quyền. Thế thì có gì đâu, rất là đơn giản, cái bọn ba que nó bầu cái thằng bé đó lên làm tổng thống rồi ra ngoài đảo, bọn ba que cái ra ngoài đảo sống với thằng bé thôi, là tự do chửi cha chửi mẹ chửi kiểu gì cũng được, ngôn luận thoải mái, chẳng ai người ta nói cả đấy. Anh định nha, chỉ nói mấy câu nó thôi nhưng mà nó không cho lên, nó nhìn anh là nó không cho lên, nó cứ nó không bao giờ cho lên đấy, là như thế. Bọn đấy mình chỉ hỏi nó mấy câu nữa thôi, không cần nói để, nhiều. Thôi, bây giờ cho em chữ cái thằng này chút thôi. À, Trương Thanh Tuấn, nói mày nói tao về làm rỉ cho để vì làm về nuôi nuôi bố mẹ mày hả? Mày phải phải lo, biết sao? Mày á, mày kêu con vợ mày hoặc là kêu mẹ mày còn trẻ hoặc kêu con mày còn trẻ đi làm đi hoặc bán cà phê lu, rồi lấy tiền về mà gửi tiền về mà chống cộng cực ngu cho chúng mày. Không thôi là chuẩn bị là tụi bé tuột quần hết rồi, không còn gì nữa đâu. Tụi bé đã thua, đã từng ở truồng trên mạng xã hội rồi. Thì chúng mày, một là có vợ, hai là mẹ mày còn trẻ thì đi kêu làm đĩ đi, làm đĩ từ đại học là rồi Benny Trương gì là Nguyễn Chí gì đấy, gì Nguyễn Chí chứ, ui rồi hô hào kinh lắm. Đấy, nhìn lại đấy, nhìn lại chúng nó thắng lợi như thế đấy. Thắng lợi của chúng nó là bây giờ tất cả cái bọn đồ sỏ là vào ngồi nhà đá rồi đấy, để cho cái bọn ba que hiểu là những thằng đầu xóa đã vào nhà đá rồi, còn những thằng khác không có đủ có những trình độ để mà lên mà nói chuyện với những người dân, không xứng đáng để nói chuyện với những người dân, ai tin nữa. Đấy, mấy thằng bao nhiêu hô hào toàn nói phét đấy, nói phét là giỏi này, toàn nói phét thế nào, xuyên tạc bịa đặt mà nó ngu đấy, nó lộ toàn lộ ngược thôi, toàn lộ ngược thôi. Thế mà coi như là nó cho là đúng mà giỏi, ui rồi đấy, nó chỉ khen những thằng ấy giỏi, nó không bằng mấy cái thằng coi như đi làm hồ, với cả đi làm xe ôm, với đi làm thuê ở Việt Nam. Trình độ của chúng nó không thể nào bằng được mấy cái thằng đi làm hồ. Để cho em chửi cái thằng này, Huệ Huệ Xuân Rồng. Mày nói là người Việt Nam là hả? Mày mới cái lũ chúng bay mới là không phải là người Việt Nam, biết chưa? Lũ chúng bay đi chống phá đất nước. Hả? Lũ chúng bay giúp gì sức cho đất nước Việt Nam, mày nói mày yêu đất nước Việt Nam chứ nữa. Thì lũ chúng bay xong mày lập tức vô đi. Hay lũ chúng bay để bắt tay để là làm phản động hả? Lũ chúng bay là chống phá đất nước, lũ chúng bay là cằn bạ, biết chưa? Lũ chúng bay là không xứng đáng. Lũ chúng bay đừng có nói là mày yêu đất nước Việt Nam, mày yêu cái đồng tiền, mày yêu cái mạ mè túng. Như người canh chúng mày, tao hỏi mày có bao nhiêu người canh, nước Việt Nam có bao nhiêu người, trong khi nó 90 triệu dân là nghe chúng mày rồi, vậy thì bao nhiêu người canh? Sao chúng mày ngu thế? À, nó nói là ngu ở đâu? Của mày, mày ngu, mày ngu, mày biết chữ ngu người ta còn gì nữa nói? Mày ngu mày còn biết nữa mà. Ngu ở đâu? Mày tự hỏi đầu của mày đấy, mày về mày hỏi thằng cha mày á. Tại sao ngu dữ vậy? Hả? Dễ lắm, mày về mày hỏi cha mày sẽ trả lời cho mày. Nói như thằng là cái thằng tân thái nhà của chúng mày á. Hoa Xương Rồng này nên nói này. Tao nói cho mày biết là nếu như mà nói như thằng tân thái với bọn chúng mày nói là 50 triệu người Việt Nam, ít nhất là 50 triệu người Việt Nam đã nghe chúng mày và đã hiểu ra và đã nghe chúng mày rồi. Vậy thì ai là những người canh 50 triệu dân này? Hỏi là comment ai là những người canh nổi? Tao bận ngu thế. Làm sao mà nói? Comment lên thẳng là thẳng một chỗ là. Này, nói cho chúng mày biết này. Nếu như nhà nước người ta chỉ cần yêu cầu những người dân để trị chúng mày thôi, thì không cần đến nhà nước người ta nói, người ta nhòm đến. Lửa tiếng 30 phút sau, không sạch bóng cái bọn coi như là chúng mày. Đấy, nói thẳng, sạch bóng hết. Không còn một thằng nào. Nói cho chúng biết thế. Ha, mày tức tao lắm hả? Cho mày đập điện thoại nữa này. Tại sao mày nói đất nước Việt Nam này? Đất nước Việt Nam. Đúng không? Đất nước Việt Nam. Dân dân này nè. Đất nước đây nè. Sao mày ngu thế? Hả?
đây là đất ung thư. Mày nhìn xem bao người được bị ung thư. Ung thư là ung bên Mỹ chứ mày, thư, bây giờ ung ung thư nhiều, thư. bên Mỹ nó mới ung thư nhiều cả. Mày nhìn lại nước Mỹ đi, xem bao nhiêu người ung thư, rồi hãy hỏi Việt Nam chúng tao. Đấy, chúng mày ở bên Mỹ Nước Mỹ hỏi. mới ung thư á, nhiều. Mẹ à, ngu thế. Cái bọn này nó cực ngu, nói đến người dân Việt Nam ấy, người ta Mày nói hiểu ung ra là thư, cái mày bọn nói nó hả, bị ngu như là thế ung nào thư cả. vì đâu hả? Chỉ Mày qua cần mày hỏi hỏi thằng Mỹ bạn, ấy, chỉ cần thằng hỏi ngô như thế định là nghĩa, biết cái là từ bao nhiêu ngô định nghĩa. người, những thằng này ngu như thế nào rồi. Chỉ cần hỏi thế là người dân Việt Nga Nam người ta biết bao nhiêu, chúng mày ngu như nào rồi. Chúng mày hãy lên tìm ở trên 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 mạng ấy, đấy là Mỹ bao nhiêu người bị ung thư, Việt Nam bao nhiêu người bị ung thư, chia bình quân ra đầu người thử xem Mỹ nhiều hơn hay Việt Nam nhiều hơn. Không cần nói nhiều, người Việt Nam bây Anh giờ đang người ta nói biết nè, nói là sao mày nói là ở bên Tàu á, sao Tàu á, Tàu nó ở bên Mỹ nhiều lắm đó ha, rồi. Úc nó cũng cũng là người Tàu, nó chiếm hết hơn phân nửa đó, chắc mấy nước Úc nè, nước Mỹ chắc Tàu nó chiếm hết rồi ha, tụi bay có ngày cái độ thừa Tàu, Tàu bên Mỹ á, nếu mà nó chiếm là, Trời ơi, nó thừa chiếm tàu thằng hay Mỹ không, nè, nhưng nó chiếm thằng Úc bây nè. giờ không cần nói nhiều nữa. Thằng tàu bây giờ cho nó còn tốt hơn mấy thằng ba que này. Nói thẳng một câu À, này, lộn quá cứ liền, cho là ủng hộ tàu đi, tốt hơn mấy lộn thằng quá ba que này. lộn quá Đấy, liền lộn. thằng bé que này nó là khốn nạn hơn thằng tàu, nó còn khốn nạn hơn thằng tàu rất Sao tao nhiều. cũng bắn lộn. Đấy, đấy, cho nên là thích thằng ba que hơn mấy thằng tàu này. À, mày thích thằng tàu hơn mấy thằng ba que này, diệt tiêu diệt mấy thằng ba que này, chứ còn tàu cứ để đấy thôi. Vậy thì không cần giải thích cho chúng mày làm gì. Giải thích Bạn làm ơi, cái gì? Giải không thích là phải giết cần sạch mấy bên thằng ba tao que nói chúng mày mày. phải cần gì hết, Đúng đấy. anh nói là không cần Giải gì thích hết, đấy. mày kéo thằng Mỹ Đấy. á, ung thư ở đâu, thầy thằng Mít, thằng Mỹ nó giải thích cho mày, là tao giải thích cho mày tiếp, còn mày cũng đủ Đúng. tuổi, mày cũng có tật, mày cũng có tư cách để mà giải thích hả, cũng cả không Thằng đủ tư cách đâu mà giải thích cho tụi bay là ung thư nằm ở đâu, đừng có thằng Mỹ á, tao thầy bên nói là cái gì đây cũng đây Mỹ hết mà. đây để anh giải thích cho nó này. Hãy giải thích cho thằng mấy thằng ba que này hiểu này. Thằng tàu nó không tốt nhưng nó vẫn tốt hơn mấy thằng ba que đấy. Đấy, giải thích cho chúng mày mấy câu như thế này chúng mày hiểu gì nữa. Đúng là thằng tàu nó không tốt nhưng nó vẫn còn tốt hơn mấy thằng ba que chúng mày đấy. Nói cho chúng mày biết là như thế đấy, chỉ cần giải thích như thế thôi mà người dân của Việt Nam người ta hiểu như thế thôi đấy. Còn cái bọn chúng mày á là cái bọn ngu, chết sớm đi, ngu thế là chúng mày cũng chết về ngu thôi, chết cuối cùng cũng chỉ chết trong ân hận thôi. Đấy, không không làm được Anh cái có gì đâu. tỉnh nó muốn lên, anh có tỉnh muốn lên tí, lát em mời anh lên lại nha. Ok rồi, Dạ, xin chào em, để xin chào mọi em có người tỉnh nhá. lên tí. Dạ, lát em mời anh lại ngồi dưới nha. Dạ, tạm biệt.